Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10, trận động đất khoảng 7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biển Egea giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến khoảng 20 ngôi nhà bị đổ sập và nhiều người thương vong. Phần lớn thiệt hại xảy ra ở khu vực thành phố Izmir và vùng lân cận của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan kiểm soát thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trận động đất mạnh khoảng 6,6 độ, tâm chấn nằm ở độ sâu 16 km, cách bờ biển tỉnh Izmir, phía tây nước này khoảng 17 km. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo, cường độ động đất là khoảng 7 độ, độ sâu tâm chấn là 10 km, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 33,5 km và nằm gần đảo Samos của Hy Lạp. Phần lớn thiệt hại về phía Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra ở khu vực thành phố Izmir và vùng lân cận, nơi có khoảng 3 triệu dân sinh sống. Nhiều người dân ở thành phố Izmir tụ tập ngoài đường trong sự hoảng loạn sau khi tháo chạy khỏi các tòa nhà đang rung lắc dữ dội vì cơn địa chấn cực mạnh. Tôi nghĩ rằng mặt đất đã bị nứt ra. Vào thời điểm đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là chạy ra ngoài. Xung quanh mọi nơi đều đang sụp xuống. May mắn là tòa nhà của chúng tôi còn nguyên vẹn. Chúng tôi thực sự hoảng loạn và cố gắng thoát ra ngoài vào phút chót. Thị trưởng Izmir cho biết, ít nhất 20 tòa nhà trong thành phố đã bị phá hủy. Cơ quan cứu trợ thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận có ít nhất 20 người tử vong và khoảng 800 người bị thương vì động đất. Tại đảo Samos của Hy Lạp, hai thiếu niên đã thiệt mạng vì bị tường đổ vào người khi đang trên đường đi học. Thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên. Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ và được người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thống đốc tỉnh Izmir cho biết khoảng 70 người đã được giải cứu, song còn nhiều người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ đã dựng một lán chạy nhỏ cách xa các tòa nhà để các gia đình trú ngụ trong đêm. Ngay sau đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan để chia sẻ và bày tỏ sự ủng hộ. Thủ tướng Hy Lạp, ông Mitsotakis đã gọi điện tới. Tất nhiên, Hy Lạp cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, nhưng tại thời điểm của cuộc điện thoại, Hy Lạp vẫn chưa ghi nhận người tử vong. Tôi rất cảm kích khi ông bày tỏ sự sẵn lòng giúp đỡ. Và chúng tôi cũng cho biết rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để sát cánh cùng Hy Lạp. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khu vực diễn ra địa chấn mạnh nhất thế giới. Nhiều trận động đất mạnh đã được ghi nhận dọc theo một đường đất gãy chạy qua lãnh thổ của hai quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, dù cơn động đất đã qua nhưng hai quốc gia Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chịu ảnh hưởng của các cơn dư chấn và rất có thể sẽ xuất hiện sóng thần trong những ngày tới. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, dư chấn của trận động đất có cường độ từ 3,9 đến 4,8 độ Richter vẫn đang xảy ra. Trận động đất đã gây ra những đợt sóng thần nhỏ tại đảo Samos của Hy Lạp và sóng cồn tại một thị trấn ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Efthymios Lekas, người đứng đầu tổ chức lập kế hoạch chống địa chấn của Hy Lạp cho biết, người dân đã được khuyến cáo tránh xa các khu vực ven biển, phòng trường hợp có sóng thần nhỏ hoặc chấn động thêm. Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, lũ lụt và nước biển đang đổ vào thành phố ven biển Seferihisa của Thổ Nhĩ Kỳ và Samos của Hy Lạp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho biết, tất cả mọi đơn vị đang được huy động để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được bắt đầu tại thành phố Izmir ngay trong đêm 30 tháng 10. Hiện 38 xe cứu thương, 2 trực thăng cứu thương, 35 đội cứu hộ y tế đã có mặt tại thành phố Izmir. 100 nhân viên còn lại từ các vùng khác đang trên đường đến để hỗ trợ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chuyển sang các tin tức khác đáng chú ý. Công ty khởi nghiệp Platio của Hungary đã thiết kế một hệ thống lát đường năng lượng mặt trời bằng nhựa tái chế. Hiện ba hệ thống đầu tiên trên thế giới đã được lắp đặt ở Hungary, Thụy Điển và Kazakhstan. Đây không chỉ là gạch lát vỉa hè thông thường mà là một hệ thống có thể cung cấp năng lượng cho các băng ghế, nơi những người qua đường có thể dừng lại để sạc pin cho các thiết bị di động của mình. Platio đã giúp định hình thành phố của tương lai với hệ thống lát vỉa hè năng lượng mặt trời. Công nghệ đầy sáng tạo này đã được lắp đặt ở công viên Városháza, thành phố Budapest, Hungary.
Những băng ghế thông minh cho phép mọi người trong công viên có thể sạc pin các thiết bị di động của mình bằng nguồn năng lượng sạch thông qua các cổng USB hoặc sạc không dây QI. Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế kết hợp với công nghệ năng lượng mặt trời để mang tới một tấm lát vỉa hè kiểu mới. Chúng tôi sử dụng khoảng 2 kg nhựa tái chế xử lý và ép thành các bảng tích hợp, các pin năng lượng mặt trời, lớp kính cường lực giúp bảo vệ thiết bị khi người và phương tiện đi lại phía bên trên. Tại Kazakhstan, Plateau đã lắp đặt hệ thống vỉa hè trước khu mua sắm ở thủ đô Astana. Diện tích vỉa hè 80m² có thể cung cấp 11,7 kW điện cho trung tâm mua sắm. Gạch chống trơn được lát phía trên hệ thống nhựa tái chế năng lượng mặt trời. Hai chuyên gia đã thực hiện việc lắp đặt hệ thống vỉa hè cho trung tâm thương mại chỉ trong vài ngày. Không chỉ cơ sở hạ tầng đô thị có thể thu được những lợi ích từ công nghệ của Plateau, mà công ty kỹ thuật SF Marina cũng đã hợp tác với Plateau để lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời này tại nhà máy của họ tại Thụy Điển. Năng lượng mặt trời tạo ra từ hệ thống của Plateau sẽ cung cấp điện năng cho cảng biển và các con tàu. Đây là trung tâm cứu trợ mèo El Jardinet del Sgat ở Barcelona, Tây Ban Nha. Cơ quan này đã tập trung nhiều con mèo mất chủ, gây quỹ và khởi động chiến dịch trực tuyến tìm chủ mới cho những con mèo vô chủ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chúng tôi bắt đầu phát thông tin trực tiếp trên Instagram, đưa tin về một số con mèo bị mất chủ. Chúng tôi làm được vài tháng và sự thật là chúng tôi rất mừng vì kết quả đã đạt được. Chúng tôi đã điều chỉnh mọi thứ, phỏng vấn người nhận nuôi, phỏng vấn tình nguyện viên. Đầu năm 2020, chúng tôi đã trải qua một giai đoạn rất mệt mỏi và tôi nghĩ nuôi một con mèo sẽ giúp cho tình hình trở nên tích cực hơn cho cả hai. Tôi đã làm vì con mèo thì cần người, cần một nơi để ở, còn tôi cũng cần một người bạn đồng hành. Nhờ có trung tâm cứu trợ mèo như thế này, nhiều người dân có cuộc sống tích cực hơn và nhiều con mèo đã được cứu sống. Pierre Marcolini, cái tên quen thuộc trong làng sản xuất sô-cô-la và bánh ngọt thế giới, mới được tôn vinh là nhà sản xuất bánh ngọt ngon nhất thế giới. Công ty Marcolini đã ra đời và phát triển được 25 năm và đối với tôi, danh hiệu cao quý này dành cho toàn bộ công ty, cho tất cả những ai đã theo dõi tôi trong một dự án táo bạo nhằm cải thiện, thay đổi thế giới bánh ngọt và sô-cô-la. Ông Pierre Marcolini, 56 tuổi, sinh tại thành phố Charleroi, Bỉ. Ông hy vọng những món bánh ngọt và sô-cô-la của mình sẽ phần nào giúp mọi người cảm thấy thoải mái trong thời buổi đại dịch. Marcolini bán sô-cô-la trong các hộp quà hảo hạng để mang tặng với giá trên 100 euro, tương đương khoảng 2,7 triệu đồng Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!